Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Chính quyền điện tử số tháng 3 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ phản ánh tới quý vị và các bạn về hiệu quả của việc triển khai phần mềm quản lý văn bản, điều hành và một số phần mềm dùng chung trong việc phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của một số địa phương. Thông qua việc triển khai các phần mềm này đã góp phần giảm chi phí, nhân lực và đảm bảo tính kịp thời trong việc chuyển phát văn bản, chỉ đạo điều hành của các cấp. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát, nơi đây được coi như trung tâm luân chuyển các văn bản chỉ đạo điều hành, báo cáo giữa cấp tỉnh với Ủy ban nhân dân huyện và các địa phương trên địa bàn. Mỗi năm bộ phận này đã tiếp nhận và chuyển phát hàng chục nghìn văn bản đi đến các loại. Tính riêng trong năm 2018 đã có trên 10.000 văn bản đến và trên 9.000 văn bản các loại được thực hiện luân chuyển thông qua phần mềm quản lý văn bản. Trước kia, nếu như các văn bản như thế này được thực hiện thủ công thì số lượng chi phí phải bỏ ra cho mỗi văn bản trong thực hiện chuyển phát là khoảng 3.000 đồng. Thông qua thực hiện phần mềm quản lý văn bản, kinh phí tiết kiệm được thông qua việc tiết giảm nhận gửi văn bản giấy là rất lớn. Qua 2 năm thực hiện cái phần mềm Office về cái gửi nhận các cái tài liệu văn bản, thì chúng tôi đánh giá đây là một cái phần mềm rất tiện ích trong cái việc cải cách các cái thủ tục hành chính. Đó là cái việc khi các cái văn bản thực hiện qua cái phần mềm này thì đã bớt được các cái cơ quan đã bớt được cái việc phải sử dụng máy chủ để lưu trữ các cái tài liệu, vì các tài liệu khi quét lên là đã được trung tâm công nghệ thông tin của tỉnh lưu trữ vào máy chủ của trung tâm công nghệ, và trong cái công việc gửi nhận tài liệu này thì nó rất là nhanh chóng, phản ánh kịp thời các thông tin và các hoạt động đến với các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn và các cơ quan, các sở ban ngành, cơ quan cấp trên. Chỉ bằng một cái kích chuột thì tất cả các cơ quan đơn vị mà chúng ta cần gửi tài liệu đã nhận được tài liệu và rất nhanh chóng. Cái việc này cũng giảm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, cả công sức lẫn tiền bạc trong cái việc phát hành văn bản. Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành như hiện nay sẽ khắc phục được một số hạn chế của văn bản giấy, đặc biệt là ở tốc độ gửi và nhận thông tin, đảm bảo tính kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành giữa cấp huyện với các xã, thị trấn. Với địa bàn còn nhiều khó khăn, khoảng cách giữa trung tâm huyện với các xã là rất lớn, thì việc đảm bảo tính kịp thời trong thực hiện chỉ đạo điều hành là rất quan trọng. Trước kia, việc chuyển phát được thực hiện thủ công thì một văn bản có thể mất nhiều ngày mới có thể đến được các xã. Với việc triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành như hiện nay thì chỉ cần vài thao tác, click chuột là các xã, thị trấn đã có thể nhận được văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện ngay lập tức. Đặc biệt là đối với các phòng ban có số lượng văn bản đến đi nhiều, quy trình xử lý phức tạp thì việc xử lý trên hệ thống sẽ giúp rút ngắn được rất nhiều thời gian, nhân lực. Như tại phòng nội vụ huyện, trung bình mỗi ngày đơn vị đều phải xử lý trên 40 văn bản đi và đến. Với số lượng văn bản như vậy thì việc xử lý bằng phần mềm là rất hiệu quả, bởi thông qua phần mềm có thể kiểm tra được việc xử lý văn bản công việc của các chuyên viên địa phương có liên quan trong xử lý các công việc đã được triển khai. Ngoài ra, ngay cả khi đi công tác, chỉ cần có mạng Internet thì lãnh đạo các đơn vị cũng có thể xử lý công việc của cơ quan một cách hiệu quả. Đối với phòng nội vụ huyện Bát Sát thì 100% cán bộ công chức của phòng đã thực hiện xử lý văn bản và tiếp nhận xử lý qua hệ thống quản lý điều hành. Đồng thời, văn bản đi của cơ quan sau khi scan đã thực hiện chuyển tiếp cho các cơ quan đơn vị cũng như các bộ phận trong cơ quan. Cái việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành việc công việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng kỹ năng sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ công chức. Trên địa bàn huyện Bát Sát thì đã được triển khai tới tất cả các cơ quan đơn vị và tất cả các xã nói chung và phòng nội vụ nói riêng. Qua đó đã tạo ra phương thức làm việc mới, giảm thiểu các việc sử dụng văn bản giấy tờ, giảm thời gian, tiết kiệm được ngân sách nhà nước. Đối với tuyến cơ sở thì việc triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành do VNPT Lào Cai cung cấp đã đảm bảo tính kịp thời trong việc tiếp nhận văn bản chỉ đạo của cấp trên. Việc luân chuyển văn bản đã được thực hiện thông suốt, liên tục và kịp thời ở bất cứ thời điểm nào.
Đồng thời, phần mềm cũng có giao diện thuận lợi, giúp cho địa phương giảm bớt những công đoạn thủ công, tiết kiệm nhiều chi phí có liên quan và tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp là tiền đề quan trọng trong việc xây dựng chính phủ điện tử. Nhận văn bản đi và văn bản đến phần mềm Office ấy, thì nó thuận lợi nhất là về trong cái xử lý các văn bản ấy, thì là sẽ thuận lợi chuyển cho các đồng chí nhận văn bản từ cấp trên chuyển xuống, hoặc là chuyển cho các đồng chí trong cán bộ công chức xã thì thuận lợi và đỡ tốn kém. Thứ nhất là về trước thì về sử dụng văn bản giấy ấy, thì việc in ra xong phát hành xong lại phải photo để gửi cho các đồng chí vừa mất thời gian của cán bộ văn thư lưu trữ, lại vừa tốn kém giấy tờ và tiền của cơ quan. Thay vì các cái văn bản bằng giấy tờ thì được thực hiện trên cái Office này thì giảm được cái thời gian chỉ đạo từ trên xuống dưới và từ dưới báo cáo lên cấp trên, và giảm được những cái chi phí in ấn cũng như tất cả các chi phí khác có liên quan, và giúp cho cái kịp thời trong cái việc điều hành và quản lý ở cấp cơ sở. Hiện trên địa bàn huyện Bát Sát cũng đang triển khai một số bộ phần mềm dùng chung trong giải quyết các công việc của công dân khi có giao dịch hành chính công với cơ quan công quyền. Việc triển khai các bộ phần mềm này sẽ giúp nâng cao chất lượng, thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Đơn cử như với cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Bát Sát, để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho công dân và các tổ chức khi có giao dịch với cơ quan bảo hiểm địa phương, đơn vị đang thực hiện cùng lúc 3 hình thức giao dịch. Đó là giao dịch trực tiếp qua bộ phận một cửa, giao dịch điện tử và qua dịch vụ bưu chính công ích. Với nhiều hình thức giao dịch như vậy, thì mỗi khi có công việc, người dân sẽ chỉ phải đến cơ quan bảo hiểm, các xã, phường trên thị trấn địa bàn một lần để thực hiện, sau đó kết quả sẽ được trả trực tiếp tại nhà của công dân và hoàn toàn miễn phí. Từ khi có cái chế độ mới về cấp đổi lại thẻ cho bà con nhân dân giao dịch qua điện tử thì nó có rất nhiều thuận tiện cho bà con nhân dân và chính quyền địa phương. Đặc biệt là thứ nhất là cho bà con nhân dân giảm thiểu về cái quãng đường đi lại, bà con đỡ vất vả. Cái thứ hai là cái thời gian giải quyết rất là nhanh, cho bà con được giải quyết chế độ cho bà con nhân dân kịp thời. Cái thứ ba nữa là cái độ chính xác trong cái thời gian thủ tục qua thư điện tử nó rất là chính xác đối với liên quan quyền lợi bà con nhân dân. Bên cạnh ưu điểm, hiện nay phần mềm quản lý văn bản và điều hành cũng vẫn còn phát sinh một số vấn đề khó khăn cho người sử dụng, nhất là trong việc đính kèm văn bản và hiển thị văn bản đi đến không thống nhất. Đề nghị VNPT công ty mà sửa chữa cái lỗi, hai cái lỗi này lớn nhất là khi đính kèm văn bản chỉ có văn bản nào liên quan thì được đính kèm lên thôi. Và cái thứ hai là cái xử lý trong cái quá trình mà xử lý giữa phần mềm của máy chủ là phần mềm văn thư huyện phát hành văn bản kia là đến các nơi nhận được đảm bảo ạ. Lào Cai là một trong 11 tỉnh, thành phố đầu tiên hoàn thiện nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ kết nối liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia, đồng thời thực hiện kết nối liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia theo đúng yêu cầu của Văn phòng Chính phủ. Hiện nay, việc gửi nhận văn bản thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành đã được một số địa phương triển khai tới tận cấp tổ dân phố, giúp văn bản điều hành của địa phương được thông suốt, liên tục, tới tận cấp cơ sở, giảm chi phí, công đi lại cho người được thụ hưởng. Chú mở trang đi, mở một cái gì đó. Về cái sử dụng phần mềm của Office này, thì đầu tiên thì cũng hơi bỡ ngỡ. Về sau dần dần chúng tôi đã quen và đã trực tiếp và được sự hướng dẫn của cấp trên và cũng như là của chuyên môn, thì chúng tôi là đến nay là nói chung là đã thuần thục và nắm bắt được hết. Về cái thuận lợi công việc của mình là đỡ phải là người ra đến như là ủy ban thị trấn thì đỡ phải gửi văn bản, mang văn bản đến tận nhà. Chúng tôi là muốn nắm bắt được thì tôi lên máy phát cái tôi đã nắm được là thủ tục giấy tờ như nào mà hai nó báo cáo lại chỗ thị trấn, thì nói chung là tôi đã tổng hợp số liệu xong cái là gửi lại trả lại thị trấn luôn. Với việc hệ thống phần mềm văn bản điều hành của các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực được triển khai và đạt được kết quả khả quan, là tiền đề quan trọng để địa phương thực hiện hoàn thành các mục tiêu trong việc xây dựng chính quyền điện tử, góp phần vào thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Chuyên mục chính quyền điện tử của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.